Nay qua là thấy diện mạo mới hơn rồi. Đây cái này chắc chị Dung mới set up lại, còn lần trước nó cũng là thuộc của nha khoa luôn, nhưng cái này chắc là bàn để trưng bày sản phẩm luôn chị. Đúng rồi, để livestream nữa, còn đây là mới là quan trọng nè, này mới là nè. Dạ. Anh Thành và giám đốc điều hành cho hãng local. Dạ, hôm nay bạn đến đây muốn lựa loại sản phẩm nào? Ủa là mình đã mở bán chưa anh? Anh chưa, nhưng mà với anh thì ưu tiên và đặc biệt hơn. Để anh giới thiệu sơ cái này nói chứ, bà con có bác anh Thành là bình thường là giới thiệu con bác là đến mọi người biết tới anh Thành là thành viên. Đó, nhưng bữa nay anh Thành có vai trò mới. Lớn sân kinh doanh được may mắn đồng hành với tất cả mọi người trong cái dự án local này, thì cũng chia sẻ với mọi người dự án local này là một cái dự án may mặc đồng phục cho doanh nhân với lại đồng bộ đồng phục cho công ty. Thì với cái dự án này thì tất cả những lợi nhuận thu lại được thì sẽ đem làm công tác xã hội, hỗ trợ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn cần. Là lợi nhuận là một phần hay là hay như đem nào? Hết luôn, tất cả luôn hả? Tất cả luôn. Lợi nhuận nha. Là cái này thì anh kết hợp với chị Dung làm. Đúng rồi. Là cái thương hiệu là Local. Đây Local và cô bác là chuyên về đồ gọi như là cho doanh nhân rồi là bên gọi là công sở. Công sở đúng rồi. Hello chị. Mấy bộ rồi. Bây giờ chưa lựa, mới giới thiệu thôi. Mới nói là mặc vô chắc thành doanh nhân đi. À, thì cái này thời trang doanh nhân mà. Đúng rồi, mình mặc vô là mình thành doanh nhân rồi. Thì là thời trang doanh nhân mà, mình cứ mặc vô là mình đã là doanh nhân rồi. Dạ, xin chào quý bà con cô bác trên kênh của Lê Minh Thành ạ. Tên của em. À, dạ, Nguyễn Thị Lâu. Dạ. Ý chị kia chắc chị Dung ý nhắc là lâu quá không làm hay gì nữa. Tự sáng giờ là đây coi liền. Có em ở đây là phải là lâu lâu cho em quay kênh với em chứ. Lựa đi coi cái nào coi. Lựa hả? Chị phải giới thiệu cho em khách đồ giống như khách giới thiệu đồ chứ biết lựa sao. Thì hồi nãy là tôi giới thiệu cái thương hiệu logo rồi đúng không? Rồi bây giờ ra đây. Bây giờ cái này là đồ mình. Trước mắt là bây giờ cô Ngân muốn tìm cái loại sản phẩm như thế nào? Em thì em không biết, trước giờ em làm công việc là doanh nhân. Không có làm trước giờ là làm kiểu là nhà, năng động thôi à. Chứ chưa ít thì em mặc đồ kiểu đặt công sở doanh nhân lắm. Dạ. Đúng rồi, nên là chưa có kinh nghiệm về mà những cái dòng thời trang này. Đó, bây giờ lấy một cái vest ra khoác thử nè. Đúng rồi, rồi nó ra doanh nhân không? Khoác thử luôn hả? Đúng rồi. Rồi, mời cô Ngân thử cái này. Khoác ngoài ha, khoác ngoài vô. Cái bộ đồ biết sao con người đến nhận. Sang liền quá không? Đó, thấy dành nhanh chưa? Thấy chưa? Cái từ độ ok không? Không nha, khoát vô thấy nó khác nha. Không, tại vì đôi chồng nó ok được mà. Ok được rồi, không làm rồi. Chưa ạ. Mang gì cái đôi giày này lên ngay. Thôi lỡ, mình phải đi khui combo cho nó mới ra ơi người. Ủa đâu, con mới không thấy con mình mặc đồ vest rồi mà ta. Có lôi em cũng có nhưng mà dạng nó vẫn theo style năng động hơn chứ không phải kiểu chà vét đã vô cái đó nó hơi là đen trong luôn nó không có hợp cho lắm. Đó thôi anh chị cứ tự phối nha, em mặc theo kêu em làm gì em làm đó phải không? Đúng rồi, người mẫu thì cứ nói gì mặc đó. đây mình vô đây. Rồi, cao lên. Dạ, cái nón này vẫn đi hợp với lại bộ đồ đó luôn. Nó, đây là đó, muốn xài cá tính nữa ra, xài cá tính liền. Xài ơi. Sẵn chưa? À, dạ, gia đình mình chụp hình vài tấm nha, ra trước cây thông Noel. Ủa thiệt hả? Ờ. Này nhìn mặt này muốn đi hát mày. Ôi, đây là quay kênh chúc sinh luôn. Tao cũng vô mà chứ bộ giỡn hả? Ủa nhưng mà cái này thì mặc mũi nó mặc vuông như một quần tây này, cái tây đen luôn hả chị? Hay là mặc quần tây đen? Tây đen luôn. Hoặc là không? Em tại vì cái này nó sai chị này sợ bụng nó không vừa. Trời đứng thành sướng luôn nè. Trời. Quay ra đây. Trời. Hợp lý không? Rồi cái này cao bao nhiêu rồi chị? Cái này chắc cũng phải 12 cm là ít. Dạ, phát cái áo này vô, đổi cái nón vô và ra cây thông chụp hình couple ạ. Ghê quá. Ok. Đó. Ok. Rồi, dẫn nhau ra cây thông chụp hình couple liền. Nhẹ nhàng rồi vô cái nón.
Ok, đẹp liền. Anh Thành thì dáng hơi có sẵn, tỉnh sẵn rồi mà cũng hơi đẹp liền. Cũng có cả lá đen mà chùm cho. Chết rồi, cái này gì Trung Quốc làm mở quán luôn rồi. Thành Thành rất là ngại bánh. Không sao, không sao, không sao, không sao. Tự tin hả? Tự lên mình thả giá mình làm cái việc của mình thôi. Hai cái nón này mới kỳ nè, cái nón kỳ quá. Nón này style đó, nó đang rất là style đó. Trời ơi, chắc khán giả không nhận đây. Dạ mình tạo dáng gì cho nó ra, nó giống cấp bồ chứ. Cấp bồ à? Thôi cái này ngầu đi. Thế rồi bây giờ mình chụp hình chưa, bây giờ mình chụp đẹp nha. Quá ngại quá. Này đẹp mà chụp hình lên không đẹp là khéo. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng. Chị đang chụp ảnh hôm nay chị chụp được cái lời yêu chưa? Bây giờ mình chụp chân dung nè. Rất là có tâm nhưng không biết là có hình đẹp hay không. Sao tự nhiên nó mờ nét hết trơn vậy? Chúng tôi cười cũng mệt à, giờ chúng tôi cũng phải tạo dáng, chúng cũng phải lạng lách này kia rồi miệng thì cười. Ok ok, chờ một chút nữa, gần rồi, gần rồi. Bây giờ lấy cái chân nè. Đúng rồi, lấy phần thân đi buộc này, lấy phần thân đi buộc nha. Cái chân nè. Quá trời có tâm rồi. Dạ, mình làm gì cho nó dính níu vô nhau xíu à. Đây. Qua đây xíu đi, qua đây xíu rồi. Dạ, e ấp vô xíu Ngân. Là đúng. Anh Thành đàn ông lên chút ạ. Ủa? À, được cái gì? Chứ mệt rồi. Tôi cũng mệt mỏi luôn á. Không biết là có hình đẹp hay không? Ủa, chân dài quá ha. Dạ, à, okay, ok. Nhưng mà chân dài đó thì không đeo. Đi đâu, đi đâu? Đi đâu? Đi đồ này nói chung là đi đi đâu mà mình đang chặn thật sự ha. Rồi, bây giờ mình tới một thứ hai ạ. Ủa, thử luôn hả chị? Một thứ hai luôn hả? Mình bán luôn hay là mẫu thôi chị? À mẫu thôi. Mẫu hả? Nhưng mà nếu mà bán được thì 5 triệu một cái cũng bán. Đúng rồi. Có nhu cầu thì tặng luôn. À, thật sự mà nói thì người nào đến đây mà mặc vô rồi thì không có cái chuyện trả lại á. Mỗi ngày nữa hả? À, thì là không có chuyện trả lại đâu. Lát thì chúng tôi sẽ vô học luôn cho cô ngồi. Là mình không có chuyện trả lại là mình tặng luôn đó anh. Không có. Mình tặng luôn đúng không? Alo luôn á. Alo luôn á. Còn bộ nào mà bestseller của mình nữa nè chị? Còn cái xám này nè, hồi sáng chị mới ấy nè. Không có một vỏ một kem gì em nói. Không, cái đen này lên đẹp lắm á Ngân. Đen hả? Cái đen này nè, em lên đẹp lắm. Thế sao giờ chị có muốn em thử luôn không? Ok, thử luôn. Thử luôn nha. Cái đó là mà hỏi câu chị có muốn em thử không? Sao sao của em? Không, em thấy cái này ok nè, cái này màu này đẹp nè. Bà con cô bác rồi em biến hình một phút. Lát mình tính cùng em giá đây mặc đồ mà. Ý là gài tay vô đây mặc đồ. Đúng rồi, gài cho ta mặc xong mình bán luôn mà. Mình đâu có chuyện để cho trả lại một cách đơn giản như vậy. Là giảm chỉ cùng em 10% nha. Không, chị em kia vừa là giảm 30% lận á. Được, tôi đang điều hành mà giảm 30% cũng không có ý kiến của tôi đâu có được. Ê, này là chị không giải quyết được nha Ngân, xuống nó Ngân đang thương lượng nha. Tôi là chỉ có 10% thôi là hết rồi. Mấy chị? Đâu? Rồi, đá chị ra đi đúng không? Ra đi, ra đi, S được nha Ngân. Rồi, mang cái màu đen đấy cho chị. S được. S được. Ok nha. Riêng mà mẫu Nguyễn Thị Linh chắc phải bán 10 triệu bộ này. Cái này văn phòng quá hả? Hả? Cái này văn phòng quá hả? Ủa thì muốn văn phòng thì mặc cái chân váy dài hơn hoặc mặc quần. Còn này đi chơi nè. Đi chơi nó, cá tính như có Linh đi chơi liền. Nó gì cũng muốn cá tính đó. Thôi bây giờ mình có thể bỏ cái vest ra trước nè. Bỏ vest luôn hả? Mình bỏ vest ra trước thì nó sẽ rất là... Thôi, thôi không em được bỏ vest. Bỏ vest nó dễ thương mà. Không biết à. Hai bên hai bên đi. Đó được chưa? Ok. Trời ơi. Có còn là Nguyễn Thị Ngân không cả nhà? Trời ơi.
Cái này nè, cái này em phối như vậy hoặc là em mặc cái chân váy chữ A. Chân váy dài hơn đúng không? Dài hơn chút rồi em phát cái này. Ừ. Không, thực ra vest giờ tiện lợi mà mình phối sao cũng được, năng động cũng được. Năng động cũng được mà đang trọng cũng được. Trời, tự dưng muốn đi làm công sở ghê ta. Dạ không, ủa, em... Công an của làm công sở chưa đủ hả? Không, em cứ mặc nguyên bộ này em mới học với anh Thương. À, công sở chưa đủ hả? Em số hồi quán, ôi sao bị dương em rồi, em học em bận nguyên cái bộ này nha chị. Ừ, bữa nào mà đi quay mặt này cái anh Thương hết hồn luôn. Không, cái này cũng được, mà nó thôi em mang bốt á. Không, bốt. Em mang bốt đi. Em mang bốt, bốt ngắn, bốt dài cũng được nha. Cái này bốt ngắn, bốt dài cũng được. Để bữa sau cầm mấy đôi bốt ra đây nè cho thử luôn. Nói chung là phối được mà nhìn cá tính thì đi bốt. À, còn ví dụ như ngày nào mà thích nó năng động hơn nữa, mặc ở trong này cái áo sơ mi trắng. Khỏi 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 khỏi. Hả là cái dáng xuất sắc hay là cô Lân à? Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Chụp hình này cũng hơi áp lực đó nha. Em sẽ qua đây chút. Tự nhiên là giấu cái mặt đó đúng không? Tức ghê. Đó là sự e thẹn. Ừ, tự nhiên là phải giấu cái mặt. Thôi. Không. Cho nên chụp đi. Xong rồi Thành giấu cái mặt đi. Em đưa cái mặt em ra thôi. Cho xong rồi để cho khán giả trên kênh không thắc mắc. Được không? Thôi. Gửi về cho. Gửi về cho bố mẹ dưới quê liền. Bố mẹ ơi. Bố mẹ ơi. Bố mẹ em không bị lừa. Cái chuyện đó rồi. Bố mẹ ơi. Tết này Nguyễn Thị Ngân đã khác rồi. Em lừa bố mẹ em nhiều lắm rồi. Cảm ơn cô bác thông cảm với em. Chào xin mặt cảm ơn hai cha con. Chào Vi phải con Vi giật tiếp xíu. Kiểu giống như có người yêu thiệt là sao nè? Em cũng biết nữa. Có người yêu thiệt là sao? Thì quay vậy thôi đó. Rồi, rồi. Okay. Mẹ không phải là được đẹp rồi. Mời lên Thành. Đến đây cho Lên Thành ở đây nè. Xong rồi cứ hàng ngày họ cắt màu lên thằng các chị em tới tự đồ á. Mày cứ đứng nè cho Thành. Không biết ảnh là người nào không biết ảnh luôn á. Còn Lên Thành quá đẹp trai rồi. Chứ không phải nhìn là người ta là người nào không biết ảnh luôn á. Không mà thích quá à. Mặc lên nhìn thích khác hẳn lên bình thường luôn. Đẹp đúng không? Dạ, quý anh, quý ông nào muốn tặng cho Nguyễn Thị Ngân thì cứ inbox với Dung Dân rồi nha. Mình cứ comment đi bên phía logo sẽ tự vào liên lạc với tự, mọi người. Ấy là tự ship cho mọi người cứ trong cái clip này nè, mọi người có thể comment vô tôi muốn tặng cho Ngân thì bên logo sẽ vào và liên lạc với lại những chủ khoản comment đó. Có, chứ bà con cô bác ai muốn mua những bộ trang phục công sở rất ngỡ. Thử nữa hả?
không chị Dung, chị đang nghĩ là Ngân nó thử hết cái bộ này là mới xong chị bán á. Tại những mẫu này là chị chắc chắn là bán rồi đúng không? Đó, bà con có hỏi là có hàng không? Có, này là mẫu á, chuẩn bị... Chứ cái này em đăng lên là mọi người mua dữ lắm á. Rồi vậy. Chừng nào mà nó bán được mấy tấn hạt đây chị mới tin nha. Chừng nào mà bán được mấy tấn hạt đi. Trời ơi, thích cái phần trên vai nha. Thích cái phần trên vai hả? Cái phần vai nó làm cảm giác mình eo đặn á, eo lẻ nó làm hôm nay á. Trời ơi, nhìn quý phái hẳn chỗ lần đầu tiên cảm giác em như một con người khác vậy bao không? Đỡ hả? Đổi hả? Chị Dung nó phải theo, nó phải theo cầm xét. Đúng rồi. Ủa, đôi nó cao quá. Không, đôi này dễ mang lắm, đôi này tự chị mang giá hát được. Cái thay gút cũng là thấy khác ảnh luôn. Ủa gì không? Rồi, cái này có gì? Nhìn nó nữ tính hẳn. Bình thường vẫn được mình tính không? Tao bình thường thấy nó hơi được cá tính thôi. Bình thường thì hơi cá tính. Tại cái style mặc đồ của con Ngân á, cá tính. Tại bọn em di chuyển liên tục ngoài trời á. Cái mẫu này mới lên luôn, hẹn cao quá. Đẹp không? Sao cái line nó bị ta? Ừ, cái line này chưa. Cái line nó chưa ủi. Chưa có ủi á, cái này rồi. Người ta ủi, người ta ép keo nữa. Cái này phải ủi ép keo. Line nó chưa hoàn thiện lắm. Không, nhưng mẫu này cũng ok ha. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Có, ủa chị có màu này hơn còn màu khác không chị? Chị đang làm trắng. Màu trắng hả? Tại gia đình mình thích cái gì thì mình làm đó không? Chứ mình không phải là làm chứ. Mình đang làm cho thích của mình. Không, đây là những cái màu mà ai cũng mặc được, đó rất là dễ mặc. Cái này không phải ấy, phải cho nó ủi nè. Màu đen hoặc màu trắng. Cái này phải ủi phải ép ra nữa nè. Nhưng mà mẫu này sao? Ép tại ngoài cái này. À, cái này nó đen rồi. Mẫu này mới giao qua phải không? Mới giao qua. Dạ sao anh Thành ạ? À? Mười điểm, không có gì. Ổn chị? Được. Còn gì muốn thấy mặt nữa không? Không là nhanh là không là cháy hàng hết đó. Mấy cái kia nó bị hơi ăn ấy, nó bị hơi... Trời ơi, đẹp ơi, bà cô bác của bà cô bác sẽ xét coi ba bộ em hợp cái bộ nào nhất. Đó, cái này thì có vẻ nữ tính hơn nè. Hơi từ cái mẫu này đầm viên chúa nha. Nói chung Ngân cần phải nữ tính hơn chút. Nữ tính hơn là gì? Là bình thường chưa đủ nữ tính hả? Ừ. Ok liền. Cái là công chúa luôn á. Ok liền. Này là công chúa luôn á. Ờ, cái này đúng tiểu thư sang chảnh vi phái rồi he. Tóc hơi sang sang lại. Ờ, sang 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 lơi đồ. Lơi đồ. Trời ơi. Mà ý bộ này cưng nha chị, màu đẹp nha. Màu đẹp. Cái gì chị khách nơ nữa hả? Trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, mẫu ảnh. Ê, nhìn lạ luôn nha. Ok. À, đôi đổi đôi khác. Này hơi cao đúng rồi, đi đâu hơi đâu trên. Đúng rồi, này đi đôi cao đó. Trời ơi, luôn là đầu tư cả giày dép đến sắp thử nó chứ nhiều khi phải lên đúng rồi, phải lên á, lên form luôn chị. Chị đang muốn mua một mớ cài với lại bông tai rồi này kia, khăn rồi này kia nè, đúng rồi, có là... phụ kiện đó. À, phụ kiện đó có nghĩa là lên là hết ngay luôn á. Ừ. Nhưng có mọi người đi cũng có hơi bị lọc chọc đó, rồi người ta biết phối rồi sao cho nó hợp. Ví dụ cái đầm mình bán nhiều khi người ta đi mua đồ á, mình phối cái là mặc đồ lên chưa gì nhưng mà phối cái là ta thích liền. Ví dụ cái đầm này mình bán 2 triệu đi, nhưng mà phụ kiện mình bán 4 triệu lận. tại vì đồ là nó phải có giá, tại con phụ kiện là vô giá. Trời ơi, được không? Tiếp thật đẹp liền, thấy chưa? Cả ta nói gì? Người đẹp vì lụa ha. Cái này nó có bị gì ra hả? Không, cái này được rồi nè, cái này ok rồi. Cái này đẹp, chỉ có một cái kiểu thôi. Tại giấy công chúa cho tôi coi cái cùng là gì đây? Đó. Gì đó. Ok. Không, em thích màu này nha, màu này nhìn là nổi bật từ đám đông liền. Đẹp á, cái nên mặc phải liền. Rồi. Đó. Nhìn mua người dễ thương liền. Anh ơi,
Anh ơi, cái này là bánh bèo nè. Được cái chị. Rồi chưa, rồi chưa. Dạ. Thử luôn hả? Trời ơi, muốn thử hết cái kia. Còn khoảng 20 bộ nữa hả? Con đang làm cho nó trộn. Ôi, mà thích bộ này quá, không muốn thay bộ này. Em mặc vậy luôn đi. Hay nữa. Hai tặng. Không, không. Thiệt mà. Không, chưa. Dạ, cái nào mới tặng cho nên cái đồng này không ạ? Đúng là em chưa bao giờ mặc cái style này nha. Em rất thích. Dạ, vô đây chị. Sao tình hình, sao gia đình mình sao? Không sao chị. À, bé Linh mà. Lấy tưởng. À, bé Linh, Linh, Linh. Rồi, bé Linh, 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 Linh. Ủa, chỉnh chưa, chỉnh nha chưa? Vậy hả? Bữa nay tới đâu rồi? Sắp đánh hàng dưới 2 cái hàng dưới. Vậy hả? Chỉ là sắp gắn mắt cài hả? Thử cái định tóc chị không? Đẹp không? Nè, thử thêm cái này. Trời, nhìn công chúa thì chứ, trời thích quá à. Cái này hôm bữa chị mặc đi, chị chốt được 2 cái hợp đồng. Hả? Hôm bữa chị bận cái này đi, chị chốt được 2 cái hợp đồng. Thiệt á hả? Không, mà màu này em thích nha, màu này nhìn sáng. Cái bánh này á là chị cho tin chị em đi vừa đi chốt hợp đồng thôi, chứ bánh không bán. Bánh này không bán. Bánh này không bán. Bánh này không bán. Dạ chị, vô đây. Sao? Cho hương gỡ đúng là chị xã gỡ. Dạ đây, dạ, 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 quỷ vun đắp yêu thương, dạ thay mặt nhận đi ạ. À. Dạ. Hương gửi, chị Hương gửi cho quỷ 10 triệu cho quỷ vun đắp yêu thương. Ai vừa bấm, nói là... Thì đi phát quà đợt này nè, phát quà đợt này làm được. Dạ, mặt, quỷ, cảm ơn chị. Dạ biết bà nhìn mặt biết có phim và biết à, có phim hoài luôn hả? À, có hoài, có đóng dạ. Hay quá trời. Chị là ở đâu về? Ở Hà Lan. Hà Lan về? Dạ. Chắc chị đâu có coi cho anh Thương đâu đúng không? Có. Trời, hôm qua anh Thương sao biết qua đây làm ra? Cho anh hỏi cho thôi. Hôm qua anh Thương sao biết qua đây làm ra? Chị cũng đâu có coi cho anh Nguyễn Thị Ngân đâu đúng không? Không, chưa có coi được, có chỉ coi của Nhung à. À, coi của Nhung, anh Lương Minh Thành có coi không? Có. Có, sao không? Trời ơi. Chị ổn rồi, chị hả? Ổn rồi đúng không? Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn Dương nha. Dạ. 13 chục. Cắm 13 chục em lên hả? Dạ. Đau không? Hơi là đau thôi, nó êm. Hơi là đau, mới cắm xong, mới cắm xong bất thiện rồi nha. Cảm ơn chị Hương. Dạ, là cái gì thôi. Dạ. Một lần nữa là phải biết ơn sư phụ Khương Dừa này cả nhà. Dạ, à, ok, dạ thôi. Dạ, bà con cô bác cảm ơn chị Hương. Ok, rồi, cảm ơn chị Hương. Dạ. Có chút đỉnh chút cho dạ. Mấy trẻ tổng. Em cảm ơn dạ. Anh đã chị nha. Ok, dạ cảm ơn. Dạ, dạ. 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 10 triệu cho quỷ dùng đắp yêu thương. Dùng đắp yêu thương. Ôi, thương quá ha. Ừ, thương lắm. Nè, rồi thôi, để thay thêm cái công chúa này coi. Nè, mặc luôn hả? Ừ. Nắm thủ mười thì mới kêu bà ngớ mới làm mẫu à, trời ơi. Còn mười mấy bộ nữa đó, gần ráng đi gần ơi. Giờ tới khuya cũng xong hết hả? Ok. Nó hơi lộn, cái này sai của chị, nó bị hơi lộn. Mình cần phải... Ủa là may theo số đâu của chị hả? Ờ thì theo chị mà, có nghĩa là chị thích phải là may đó. Ủa nó phải theo sai chứ. Không tại là theo đồ mẫu á, đang đồ mẫu cho nên... Đồ mẫu, sẽ lên sai. Sẽ lên sai SML nhưng mà... Chị lấy mẫu đi, mẫu đi, sai mẫu thôi. Cái mẫu là cứ thích cái nào là làm cái đó. Ừ, cái đó thì nó vừa người hơn, cái này nó đỡ hợp phải không? Cái này cũng phải vía của chị Dung đó. Máy này là không bán nha. Ai muốn đi ký hợp đồng nhiều tỷ thì cho mượn đi ký. Trời ơi, hay chứ. Trời ơi, đó là đi ký hai cái hợp đồng cái máy này nè cả nhà. Máy này máy vía. Ủa đồ của em đâu ta? Đồ em hả? Ngồi đây nè. Cái quần mình ở đây, quần ở đây rồi. Dạ áo đang rồi. Ok. Nghĩ thay mấy bộ rồi. Không biết nhiều hơn, chục bộ á. Không nhiều á. Thử đồ cũng hơi mệt nha. Không, thật sự khi mà đi phim á, đi lựa đồ thiệt luôn. Cũng cả là một quá trình gian nan nha. Nhiều khi mất cả ngày rưỡi, 2 ngày chỉ có đi đặt mặt vô rồi nhìn xong tháo ra mặt vô rồi lựa. Đến khỏe ơi. Lắm. Giờ anh khỏe rồi, có sẵn đây rồi, đâu cần phải đi đâu xa đâu. Đi đồ công sở là đóng mấy cái dài. Anh chứ rồi em mới toàn đóng vai đồ kiểu giặt này không mình. Dạo gần đây anh được lên dây tổng tài. Ờ, trời ơi, quá hợp lý luôn. Đi đâu xa nữa đúng không? Chính xác, giờ đây lên dây tổng tài rồi. Dạ. Mình nhà mình có gì thì mình mặc đó. Mặc này là quá hợp lý rồi. Thật vai tổng tài rồi. Rồi, thấy. Ủa, có số hết rồi nhưng mà chưa mở bán rồi, giờ nếu mà muốn mua thì liên hệ sao anh? Thì nó vậy em đến tại cửa hàng. Mà mẫu nào đến tại cửa hàng? Đến tại cửa hàng. Không, em thì dễ rồi, ý cho bà con cô bác thôi. Trên kênh đến tại cửa hàng hoặc là... Đến cửa hàng hoặc là xem trên các phương tiện truyền thông
trên mạng xã hội. Dạ, gọi cho số hotline trước đi. Nó đang hỏi không có hotline luôn. Hotline của nhà khoa Anna trước đi. Đầu ra thì nó phải tách biệt rõ ràng chứ. Tách chứ, nhưng mà bây giờ chưa có xong nè. Ví dụ như điện cho nhà khoa Anna rồi mấy bạn bên nhà khoa mấy bạn. Đồ thì tụi em không biết nhưng mà bây giờ răng có làm sao không ạ? Nó lại kỳ. Thôi giờ nó dễ nhất là đến cửa hàng, nhưng mà chị Dung thì đang còn chưa có khai trương. Nhưng mà có bán không chị? Có chứ. Có bán rồi, bữa nào bán rồi đúng không? Bán đúng không? Cũng được chút đỉnh rồi. Dạ, thì bà con có bác ai mà muốn chạy đi chị về làm răng á cũng mua á. Dạ. Đó mọi người tới trực tiếp tại nha khoa của chị Dung luôn, vừa làm răng vừa làm đẹp. Mặt đẹp. Rồi. Nói chung là cứ đến đây là ăn ngon mặc đẹp luôn á. Sống trong nhung lụa. Sống trong nhung lụa luôn. Đây, mình gọi đỡ vô cái số này đây nè. 0906 nè, 891 nè, 255 nè. Gọi đỡ hen. Số này là số bà Thiêu thân thiện Văn Cầm. Chị Thiêu là chị Thiêu với khách hàng ok mà. 0906 891 255. Tại vì nó chưa có đâu hết, nó chưa có xong á. Thành ra là chưa có đầy đủ thông tin đó cả nhà. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Ôi, nãy giờ mình để ý cái hình ai tặng chị Dung đây trời. Ngọc bếp củi. Ngọc bếp củi. Ngọc bếp củi. Quá trời, nhưng mà cái anh gì, có một anh David Tèo nào đó, anh gửi tặng. Nhờ Ngọc vẽ. Chị unfriend với lại Ngọc rồi. Không, mà công nhận ấn tượng nhìn này là nhớ vai diễn nào hả mọi người? À, hôm bữa em nghe tặng tranh gì chị Dung, em đâu biết là bức này đâu. Mới gửi lên thì mới thu hôm nay luôn á. Ôi, dễ thương quá ha. Nghỉ chơi nhau rồi. Mà giống thiệt. Giống dạ, cái giống không nha. Giống không cả nhà? Quá trời giống rồi. Trời, mở clip lên coi là thấy giống liền chứ gì. Cái clip tập mấy ta, cái này tập mấy ta? Không nhớ tập mấy nữa. Trộm nhìn nhau á, hình như là tập 6, tập 8 gì á. Không nhớ tập, nhưng mà nhớ anh Đặng với Vi ha. Trộm nhìn. Rồi, cảm ơn chị Dung đã quay clip với em. Bây giờ xong clip rồi mình tính tiếp ha. Không thì giờ như anh đã nói với người anh không có nói đùa đâu. Dạ. Nãy giờ là 4 bộ, anh giảm 10%. Rồi, anh giảm 10%. Nó chỉ tới đó thôi, gần không có hơn được nữa. Ủa nhưng mà bây giờ có biết giá chưa chị? Chưa có giá, mình giảm 10%. Chưa có giá mà. Rồi, chưa có giá luôn á. Nói chung là vét thì khoảng cỡ vét nữ thì khoảng 2 triệu mấy, còn vét nam thì 3 triệu mấy tới 6 triệu mấy. Còn đầm á thì gần 2 triệu, hơn 2 triệu chút. Cũng tùy thuộc vào chất liệu vải nữa. Rồi theo mẫu mã đó. Nói chung là công sở thì là những chất liệu vải tốt nhất rồi. Nhưng mà chất vải là vải nhập không á, là toàn bộ là một là vải Ý, hai là vải Hồng Kông nhưng mà rất là xịn. Lên form lên mẫu là ok. Dạ. Rồi bà con cô bác ai có nhu cầu thì mọi người gọi vào hotline này. Em chưa nhớ hotline. Dạ, anh nào mà muốn mua tặng nhân ngân thì cứ gọi vô số đó giúp Dung ạ. Dạ. Để thì mình định đó, bộ nào mọi người thấy ok bộ đó tôi muốn tặng cho ngân thì bên Nhân đi cháy hàng hết á. Bên cô sẽ liên lạc với lại cái anh đó liền ha. Mọi người không mua nhưng mà mọi người thích những bộ em mặc, mọi người mua là coi như là em cũng quảng cáo ok chứ bộ đúng không? Đúng. Rồi, bà con có bác mua bộ nào mọi người comment phía dưới nha, em trực tiếp bán luôn. Ăn lại 100% liền. Ê, coi chừng mấy bữa phải đưa đồ con nói cho chị em coi vừa tay á. Dạ rồi, thôi cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.